chào các bạn. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là hạt sầu riêng đó các bạn. Mình nghe người ta nói là cái hạt sầu riêng này ăn được mà luộc ăn như hành mít vậy đó, mà mình chưa ăn bao giờ. Hôm nay thì mình sẽ thử nhé. Mình sẽ thử xem là cái hạt sầu riêng luộc thì ăn nó như thế nào, mà nó có ngon thật không. Đây mình bỏ, không biết là bỏ nhiều nước hay ít nước thôi, cứ bỏ nhiều hơn một chút xíu. Xem là mình thử luộc lên xem là nó như thế nào nhé. Ở đây thì có bạn nào ăn cái hạt này luộc chưa? Nếu có thì các bạn mà xem video này thì thử cho mình comment cái cảm nhận của mình về cái món ăn lạ lạ này nhé. Hôm nay thì mình sẽ thử luộc. Trời đang mưa các bạn. Rảnh quá đấy. Riêng xong lấy hạt ăn thử luôn. Cái hạt mít thì mình ăn rất là nhiều rồi. Cái đó rang ăn cũng được đó, nghĩa là mình luộc lên cũng được, mình để nó khô khô rồi mình rang lên cũng được, ăn nó bở bở. Nó y như là cái củ nó y như củ ấu vậy đó. Còn cái này thì mình chưa ăn bao giờ. Hôm nay thì mình sẽ thử luộc xem nhé. Luộc cái này thì có lâu không ha? Mang cái luộc đi xem là nó bao lâu. Nó sẽ trứng, chắc là nó trứng thì mình lấy cái đũa mình thử chắc là biết không. Thì luộc cũng được khoảng 20 phút rồi, mình không biết nó chín chưa lắm. Mình sẽ lấy cái kéo mình thử xem. Đây các bạn, đây là cái hạt sầu riêng mà mình luộc lên đó. Mình bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Cái này là mình tách nó ra rồi nè. Ăn thử xem nó như thế nào nhé. Bùi bùi, dẻo dẻo. Nó không có củ gì ta. Như tả sao mà. Dẻo dẻo, nó không giống cái hạt mít bạn ạ. Đó, nó có hạt mít á, là nó mùi mùi mà nó bở. Còn cái này nó dẻo dẻo, giống bọn nó có cái vị riêng chứ nó giống không giống cái hạt mít. Cũng ngon, rất là dẻo. Dẻo mà lại dẻo bùi nên là ăn cũng rất là hay. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn cái hạt sầu riêng đó các bạn. Lúc đầu mà nghe người ta nói là cái hạt này ăn được, mình cũng hoang mang lắm, cũng không tin đâu, mà cũng không biết là ăn như nó như thế nào ấy. Hôm nay thử làm ăn thử. Ăn sầu riêng rồi sẵn còn cái hạt á, bỏ lên mình ăn thử. Nè, bóc ra nó như vậy này các bạn. Nhưng mà ăn vào thì nó rất là dẻo. Ngon đó các bạn. Đây mình bóc hết cái lớp vỏ, nó cũng y như là cái hạt mít vậy đó, nó có vỏ nhưng mà cái này vỏ này nó dễ bóc hơn. Cũng hay.
Vậy là mình đã ăn thử hạt sầu riêng thành công. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn nếu thích thì các bạn cũng có thể ăn thử để mình biết cái là cái vị của hạt sầu riêng nó như thế này, nó như thế nào. Ăn thì nó rất là dẻo. Theo cái sở thích cá nhân của mình thì mình thích ăn cái này hơn cái hạt mít. Cái này nó có cái vị riêng, nó bùi bùi mà nó lại dẻo dẻo, rất là dễ ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn có thể làm cái này để ăn chơi nhé. Mình ăn tiếp đây, mình ăn thêm mấy cái này chắc là lát nữa no luôn á. Ăn đến cái này thì nó lại ngon hơn cái hạt lúc nãy này các bạn. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Thôi, nè, cái này là cái mầm của nó này. Cái này chắc là không ăn được, chắc mình bỏ đi. Đây, mình ăn đến cái này này. Vậy là cái hạt sầu riêng ngon như lời đồn.